Chào cô bác chị các bạn. Chào cả nhà. Em dịch này 3 kg mấy mình khè xong cái mình lấy lá xả mình chà. Chà xong cái mình là luộc gừng với rượu xong rồi. Thì cái này ra gừng ra rượu mình chỉ ốp lại là mình khè. Không có ba cái mụ gì không? Mụ gì anh? Ba cái mụ gì để làm cái lọ lại, ba cái mụ gì kỳ kỳ vậy? Con nè, em thấy gùi bu sau lưng thằng á. Ừ. À, hai chị này đương làm rau ghém. Nhúng đi anh. Cho dầu điều vô. Giật 3 ký mấy cho nửa chai dầu điều nè. Nêm. Nêm cho 2 muỗng nêm. Nên nửa bịch bột còn uống gì hơn. Có 3 trái dừa xiêm, mình cho 2 muỗng đường. Ừ, anh cưng em đó. Thấy em đau bụng đau dạ nên em không có gì. Ừ. Anh em kêu anh ba kìa. Ba lấy về ruộng anh để trong mớ vừa. Kêu anh ba. À, muối, cho ít muối. Tí bột ngọt. Nước mắm cho 2 muỗng nước mắm này. Cái mình ở đây còn nửa tiếng sau cái bắt đầu mình nấu cái này đi làm rau ghém. Hai chị này, chị một chị thì làm rau ghém, một chị làm nước mắm. Làm nước mắm á. Thấy cái tô mắm bỏ vào này nè, nó bỏ lâu sáng trời. Trời kêu. Sao ra để trong đó cái gì đó, thử chết luôn. À cho anh ba miếng gan luôn. Làm cái gì vậy hỉnh hỉnh? Hu hu hả? Hồi nãy đi ruộng làm gì anh? Đường. Chân. Ờ, chân vô. Này sắp ngủ ngủ à? Ừ. Sắp trồng dưa leo, rau thơm, xà lách. Vậy chút em mỏng đâu mà mỏng dữ vậy? Lóng tay được rồi, lóng tay được rồi. Thôi về à, chút đừng mỏng quá không được à. Salad em để vô nó xèo, nó xẹp lắm. À kỹ mới biết chứ bộ không kỹ không biết đâu. Ừ, đừng có đâu. Ha,
chút lên ơi. Gì cũng vậy, nắm tay chỉ. Ba giá thức mắm. Mình cho dịch vô mình đẩy lên cái da nha, cho nó săn cái da cho nó thơm. Anh ba ngộ đó, em để ý là lần nào nấu ăn anh ba phải đứng chỗ dưới gió rồi không nè, đứng chỗ dưới gió. Tôi bóp lửa ra anh ba để cho tội nó cháy hết đây. Cái lửa nhỏ thôi. Rồi cái lửa nhỏ thôi. Này bếp tự động mà, ngoài đồng luôn. Mưa gì anh, nói mưa gì? Anh trái mùa. Trái mùa hả? Anh chơi nó mua trái mùa. Rồi, rất là cho nước này vô luôn. Cho nó rút rồi mới để vừa hả anh? Ừ, cho đi mấy vừa vừa thôi luôn anh ơi. Trời chẳng mưa. Trời chẳng mưa quá anh ba. Ôi, mưa giống như là 6-7 giờ chiều vậy á. Ôi, ăn bay luôn kìa. Ba trái dừa luôn anh. Ừ. Thì cho nó chặn luôn. Nước có ngọt nữa. Anh ba công nhận ra đồng anh ba hay thiệt á, vừa đi xíu ủi nắp luôn nè. Bây giờ mấy ông bạn ở đây nè, mấy ông anh dọn ba dừa nè. Để lại nè. Dọn xong rồi để đóng đóng nha. Để củi cho mình cho chụm. Qua đông đi đánh lên còn còn chút nữa anh ba, nó rút hết cả nước luôn. Cái chặt cái lấy nước mỡ đổ bỏ anh ơi. Dịch này cũng chảy mỡ dữ à. Nghe thơm mà hàng chạy qua tới kìa. Cái đó có chứ hàng. Cái nào? Cái nào? Cái phao câu. Trời, nó thấy anh cắp cái phao câu nó bò lại tới liền kìa. Bò nó cái đó là của Thí Hàng. Có dưa leo luôn. Đủ ăn hàng nó trộn hết rồi nè, có thơm nè. Kiếm con hả? Ừ, cho con cái số nào qua. Đó con. Khoan hàng, khoan hàng. Ngồi đàng hoàng. Không có yên trời. Bây giờ đồ ăn thì chính rồi, mình cũng xin đại diện anh em tổng ngoại cô bác thì các bạn ăn dịch kiền nước dừa với lại bún đậu sống với anh em mình. Sao cảm giác ăn dịch kiền này cảm giác sao mấy đồng chí? Ngon ngon. Không nghe thằng nói chưa nè. Kêu mà mời ông bà cô bác ăn đi con. Kêu mình mời ông bà ăn con. Mẹ ăn hết cục thịt mới biết được ngon ngon anh ta. Nghe không? Để mày nó kêu để ăn hết xong nó mời, để trong miệng phòng mà. Rồi.
Rồi mời đi con. Cầm lên, bưng lên, mời đi con. Còn không hỏng, còn không hỏng nhiều quá nó không kêu. Thịt kia đi được dừa này ha, dai ha. Còn ngọt ngọt. Cắp đó nó gung dữ vậy. Nặng tay á. Em biết Thúy Hằng ăn phải phao câu, cái phao câu đó em để nguyên xi là dầu còn nguyên luôn á, cho nó có dầu vô cho nó mướt. Không sao gì em, anh làm món này ngon quá à. Em cho anh cái giò nè. Rồi cảm ơn em, biết rồi anh hiểu. Còn anh ba, anh lỡ nãy em cho em cái phao câu rồi em cho anh cái đầu nữa. Qua có lại mới chọi lòng nhau hả em. Cảm ơn em. Có qua có lại xoại lòng nheo à. Rồi sao cưng gấp cho anh Sơn cái này, anh cắn sao được. Cái nào có giò để tôi tặng đồng ơi. Tặng đồng Sơn cái tạm con lưỡi vô béo. Trời ơi thiệt tình á, cái Hằng thì chặn cái giò à, anh tặng cái này rồi chồng em ăn gì. Trời nó ngon em. Em tặng cái giò, anh ba anh tặng cái lưỡi, còn em ăn cái ức. Trời ơi thì cái lưỡi thì nó ngon, nó béo lắm nè. Dạ, em tặng anh cái cánh nè. Không anh mà anh lúc ý em thế này Hằng ơi, mốt em ơi chắc ít ăn phao câu em rồi em ơi. Anh thấy phao câu em dữ lắm hả Hằng ơi. Ok, bự lâu rồi, kệ, ăn phao câu nó béo. Phao câu, bữa nay phao câu vịt này bự nữa, dầu không nữa, bóng lưỡng luôn. Cái gai dầu bóng anh ta. Tôi đi, nó đi, nó dọn tay cái tướng nó để nó xà qua cái đuôi, đuôi nó lấy lại. Bốn lượng luôn lắm. Phu câu em bự thiệt nhưng mà cái này em thích cái này em ăn hoài luôn. Dạ thích đó hả anh. Người ta biết ăn á, người ta biết ăn phu câu đó là người ta để dầu không em. Đúng rồi, anh để viên dầu cho em luôn á. Không ăn phu câu gà, phu câu vịt nó đẹp da. Phải không, đẹp á. Anh thấy Hằng hồi đó mới vô tem mình á, mặt nó sần sùi. Giờ thế giờ em nó bóng lưỡng à. Dạ em nói anh mới để ý đúng rồi, bóng á. Tại hồi nãy anh kìa cái chỗ vịt này nó lấy mỡ nó chét lên mặt nó bóng chứ làm gì bóng. Ta đẹp từ trong bụng mẹ ra lận anh ơi. Dạ. Không ngon chứ làm chim dĩa đó. Nãy giờ mình xe qua lại mới, mình coi trong máy mới nhảy được có 30 giây mới làm hết hai dĩa trời. Anh. Dì em. Cái này Hằng tặng cho anh á, anh lội lặn cho nó đừng có la mỏi chân. Rồi anh ba anh tặng cái này cho anh á, cho anh ăn được nhiều vô một chút. Ha. Còn này em tặng cái cánh cho anh á, để em đi bay xa một chút ha. Rồi cảm ơn em tặng, luôn. Tặng cái đầu mà có cái lưỡi lần anh nói chuyện nha, khán giả thương anh nhiều. Rồi ăn đi con, quấn lạnh hả? Trời này mưa nè, lạnh rồi. Mưa gió thì chỉ mưa gào gào vậy thôi, hôm nay chưa mưa đâu. Vịt này lúa rồi thích ăn. Vịt này vịt gì thế hả? Siêu bi. Siêu bi hả? Siêu nạc hả? Hàng chị thấy thịt nạc không nè. Nạc nè. Ôi nạc nè, bự không nè ha. Cầm bộ vậy á. Cầm bộ gấp hả? Hiểu. Nè, có cái thịt ngon quá. Ê, gành hết trơn rồi. Hả? Gành hết trơn rồi. Ừ. Trộn qua trộn đã lụm mà. Ừ. Cảm ơn hả? Ông làm cái này, chắc thôi đi ra đây bỏ vợ nó quá. Sao vậy anh? Đang ở đây rồi, đã đâu có dám ở nhà, ở nhà mất công khuyến khích. Dạ. Chảy đi ruộng luôn, phải đánh cho rồi. Hao tốn sức lực anh ba. Cái này lớn tuổi thôi, nó hơi yếu rồi. Dạ. Chảy tốn mới được. Cái cho ăn màu này còn vô ăn nữa. Nên nói chung là em biết anh lên ruộng cũng có cái một đất của anh lên ruộng là tối kiếm cá, giờ ăn nhiều bán em biết. Tại vì dĩa nó buồn quá. Không hết sáu chứ hả? Anh không dựng mới ăn là hồi bún còn nãy giờ anh quay á là anh thấy Hằng là bốn dĩa rồi, anh tưởng nó khách sáo, anh vô ăn rồi nó khách sáo mắc cỡ rồi nó không ngưng ăn em rồi đó. Làm thêm dĩa nữa. Ngon ha. Ngon.
tới kia tới sát sát nước luôn mà. Phải vậy á, biểu em ăn nhiều dĩa rồi. Thèm, thèm thì thịt không chưa hả? Hổm gà đang thèm làm chim bao hả? Thèm thì thịt không? Thế à? Thì giờ không chết luôn. Không ngon như trơn. Ăn hết, ăn hết mâm cho anh 10 đĩa. À, không ngon như trơn mà nó làm cái 3-4 đĩa. Phải nó ngon cho nó làm nó dành cỡ 1 chục quá. Ăn hết mâm nó cho anh 10 đĩa rồi hả? Mấy cái khổ đã quá. Đấy. Cắn cái nó thịt dầu á. Mềm, thơm, ngọt, béo, đủ điều không? Dịch em nuôi thôi, em nuôi nó vậy không? Anh biết không? Dịch này cũng của thằng nuôi, cũng chia sẻ với anh em ăn chơi. Anh biết không? Không. Anh thìa ngon là một lẽ. Cái người thưởng thức ăn ngon hay không nữa. Đúng rồi. Rồi thêm hoàn cảnh nữa, cái cảnh đẹp như vậy nè, nó thơ mộng như vậy nè. Nhưng mà em nói, em nói, em nói vòng vòng thì anh không có thấy gì mà chính xác hơn là ăn thịt hẳn nuôi ngon. Ngon. Đúng rồi đó. Cũng cộng quá. Trời có nhiều đó đó. Thịt này của hẳn nuôi ngon quá. Hẳn cho ăn ốc không? Ăn không? Với lại phần gì hết nó mới ngon vậy không? Ủa gà em ra cho nó ăn nó nhìn sắc đẹp phải không? Sao vậy? Mấy con nhái thường là 3 giờ chắc là 3 giờ nó kêu hết mà. Nhưng mà phải sắc đẹp của hàng hết trong kêu. Có trai luôn. Khổ quá trời luôn, không kêu luôn. Nhái bà. Con nhái bầu quá hả? Nãy anh nó thấy em ra. Nãy anh nó thấy em ra em đứng cái én nó bay nó lặn mà nó bay cái cách nó nổi không? Nó thấy hết hồn á, rớt con nhóc mình một. Nhóc nhóc cả. Hằng nói tới con chưa? Thôi anh ba ra mà nhán lạng luôn. Ăn cái gió này nó mát lắm rồi đâu á. Gần cục mỡ mỡ rồi. Bóng quá mồi. Nặng quá hằng. Cái chân này nó mỏi cái chân mà em luôn. Nãy giờ nó, nãy giờ em mỏi giò không chết luôn vậy. Nó nặng á. Nó cái miệng mà cái giò nó. Cái miệng ăn ngon sao tự nhiên cái chân em thấy nó nặng. Cái chân như mấy cái giò. Cái chân hằng. Chứ không phải giò. Cũng đút cái giò vô giò ta nữa. Thấy giò ta đẹp đút hoài. Không biết cái giò ai đẹp mà con giò ai mỏi nữa nè. Đúng không? Chân là cái giò. Ta phải giò gà. Nó ăn hai giò vịt xong còn cái giò chị quên ăn luôn. Cái chân giỏi. Ăn giỏi thôi. Wow. Lên đứng rồi. Bây giờ có mỡ không? Vô cùng ngon không? Hằng cho ăn ốc màu dai dữ hả? Ốc lúa. Cho ăn ốc màu dai dữ hả? Nó nghe là tập trung ăn đi, anh đẹp trai chạy xe nghe kêu nó nè. Hai chân nha. Bảo chết luôn vậy. Đây à. Vậy ta cho thức ăn không em? Cho ăn ốc luôn hả? Em cho ăn ốc rồi lúa. Biết miếng thức ăn, ít thức ăn rồi em chọn cái thức ăn vô. Ốc được luôn hả? Ốc được. Em đặt ăn từ nhỏ nhỏ, đặt cho mấy trẻ ăn cái ăn luôn. Thường thường ta nuôi á, vịt này ăn nó bụng ha. Ăn nuôi kiểu đấy bởi vậy dai nè. Tính ngang hàng cũng giỏi quá anh ha. Nuôi vịt, nuôi gà rồi được nhiều quá trời. Nuôi nhiều cái. Không, anh không nhận hàng nó giỏi thiệt. Thấy không? Không chồng có hai con giỏi vừa đẹp. Đừng lấy giấy cho đó hả? Gió lấy giấy hả? Đó. Cái bụng em bự căng rồi đó mà. Sao cái miệng cứ ăn. Nó cái bụng nó căng rồi. Nhìn thấy à? Đúng rồi. Mà cái miệng nó còn ăn. Không mà ngon thật rất.
Tới luôn rồi. Tới luôn anh ba. Bữa nay cho nó hết cổ rồi. Nè, có bự nè. Rồi đã nè. À, có khung này miếng ngon nè. Miếng ngon đó. Thấy cục lớn ở đây chỗ này nè. Ở trên chỗ có bầu diều quá. Cần tới bầu diều á. Chỗ nào ngon anh, chỗ nào ngon. Cái đó có hộp hết nhóc luôn. Ừ. Ngon. Ủa, cổ nó ngon nữa. Nè, cổng, hộp hết nhóc nè. Cậu đó cục đá động á, mít gì. Cậu đó cục đá, mà anh biết thường tao nói mấy cái một ké á. Mà mang cho mấy cục lớn coi. Dám rồi, học chân châu đi không nè. Ờ, chân châu. Có mà. Mấy ké nhóc kìa. Chân châu hay là cái cục tùng, trời anh không nói. Rồi thấy cái ổ thằng tâm bóng ớn rồi. Trong cái dĩa đó chỗ nào ngon nhất anh? Ngon nữa hả? Ừ. Cái này ngon nhất rồi. Thôi, mình ăn không có dịch trời em. Mới thấy kinh dậy đó. À, cái dĩa ở bụng mình ngon nhất rồi em. À. Rồi em cảm ơn anh nha. Ừ. Nước hết luôn kìa. Làm dữ nữa em. Đâu có làm thêm miếng nữa. Tôi tại tôi mời cái bộ mà chơi đấy ba. Thầy thấy là nhiều lắm rồi. No quá là miếng. Hả cô bác chị mà thấy hàng ăn được bao nhiêu dĩa cơm em cho biết nha. Như 6 dĩa phải rồi. Lỡ anh mời mà em không ăn là phụ lòng anh chứ. Đúng không anh chị? Thì anh mời mình phải ăn chứ. Anh mình ảnh mời mà không ăn là phụ lòng anh. Ăn, được ăn. À, đùi ra, lấy đùi ăn nè. Rồi em thích ăn gì em ăn lên đây. Rồi cảm ơn anh. Khi mấy này nó béo mình chưa ăn cái đùi cho lâu chút. Không thấy. Hồi nãy cầm cái cánh lâu lắm mà. Ác mình quá. Hồi nãy làm cái giò cái cánh lâu. Ủa? Em nói nghỉ ăn mà sao? À, tính nghỉ ăn mà tại thấy em ăn sợ để em ăn một mình em mắc cỡ ăn à. Chút với em cho vui mà. Ăn cho vui phải không? Ngồi em lên. Cái gì? Em lấy cho. Ông mới tặng cái cục ngon mà bây giờ đã lại cái cánh vậy. Đâu có, em chào anh dẹo ảnh thôi. Em cái này nè. Nè cho nó thấm nước nè. Thấm luôn cả tình của em nữa nè. Trời ơi. Tặng anh nè. Đó. Đó. Rồi em trang mấy món ăn luôn. Thôi. Chị Tâm nay chứ ra ruộng cho đẹp thế nha. Không, không phải nào. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Em lên nay em để ý rồi. Tự nhiên nay chị Tâm ra ruộng cho đẹp thế nha. Bây giờ tôi ăn hết cục ông tặng tôi cục. Bây giờ tôi tặng lại cục đó. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Anh ba. Có để ý gì không? Nay chị Tâm tự nhiên ra ruộng đẹp thế nha. Bởi vì mấy nghe bầu nó ngắm mà sớm giờ ngủ nó quên kêu á. Chứ không phải sắc đẹp của em hả? Nghe bầu thẳng thẳng ra nói chút chứ rồi mấy nghe bầu trời nó trốn hết rồi. Dạ, nó đem em ra là trả đũa anh Sơn hay không? Trả gì kêu. Chứ không phải là hậu em nghe sắc đẹp của thằng sợ. Nói chung là không phải gỡ lại chứ để thua không. Ngắm nó đẹp của chị á, nó ngủ quên, nó kêu quên kêu chứ để bảy giờ em đâu. Nó sợ cũng chết thì nó kêu gì nữa. Wow. Mấy ngày kìa nó mấy ngày cồn chắc lẽ kêu thôi ngủ hay hả? Nó mát. Đỡ. Chị hỏi thiệt nha Hằng. Hai đứa con tối cứ ngủ vậy đó trời mà mưa lạnh vậy sao? Con lạnh không? Để con thu quá. Có mệt mà. Mà không ấm thì nó còn thu đúng không? Người ta nói có mình da với ấm không ba mẹ con đắp gần với nhau da hai đứa con em với em nó da em nữa ba mẹ con có mình da hả không? Tôi nói lấy con thu đắp nó từ tới luôn. Có gì đó người đắp đó không? Chưa hả? làm đợi vài năm nữa chứ. Gà thấy con đó hả? Thấy gà đồng gà ruộng hơi lạnh rồi đó. Tội nghiệp em đó, mình không biết cái gân lạnh. Chị có chồng chị nấu hết trơn chị đâu bởi chị biết không phải. Gặp em có chồng biết làm vậy em cũng không biết làm luôn. Chắc vậy đó. Ủa hả? Chắc vậy đó. Cho nó hết nước mắm con đi mà này xin tạm ngưng tay đây. Hồi nãy anh tính nghỉ ăn anh ngưng để kết thúc clip được không? Nhưng mà thấy em ăn mình thì tội nghiệp em anh gắng lấy thêm miếng em lấy thêm miếng nữa em thấy còn mấy nước mắm bỏ uổng phí quá nè thôi vậy thôi lấy cục thịt vừa bỏ vô em không mà trên có lúc ở đây uổng quá lạnh sáng lên chị ta em nghĩ rồi
đó. Anh chị ăn tự nhiên đi. Đừng mắc cỡ, ăn đi. Còn được ba cái mấy hàng? Ba cái rưỡi mà ăn còn nhiêu không? Này đã vậy tốt rồi. Nó ăn tới cái ngồi nó kiểu như vậy luôn nè. Cảm ơn cô bác chị các bạn đã xem hết clip của Sơn. Sơn xin chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại.